Lời Chúa, thứ sáu sau Chúa Nhật thứ bảy Phục Sinh, ngày mùng 3 tháng 6 2022. Một lần đi xa, con đã xa đà, vương vấn tội đời. Chỉ vì ham vui, con đã quên đi là mình có lỗi. Người đam mê sao quá ê chê, vương vấn tội đời, bỏ lại sau lưng quá khứ đau thương là mình đắc tội. Lời Chúa, thứ sáu sau Chúa Nhật thứ bảy Phục Sinh, ngày mùng 3 tháng 6 2022, và là ngày thứ 8 trong tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần, từ ngày 27 tháng 5 đến mùng 4 tháng 6. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay cũng là ngày thứ 6 đầu tháng, tháng 6, tháng kinh thánh tầm Chúa Giêsu. Chúng ta cùng tha thiết xin Chúa Thánh Thần cho mỗi người được mở lòng ra, đón nhận những ân phúc từ trái tim Chúa đổ xuống, nơi trái tim bị đâm thâu, máu và nước tuôn trào. Mời anh chị em chúng ta bắt đầu vào tuần Cửu Nhật. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ngày thứ 8 trong tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần. Cầu nguyện và ca ngợi trong thần khí Chúa. Cầu cho hòa bình. Lạy Chúa Thánh Thần. Hôm nay ngày thứ 8 của tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần. Xin giúp con cầu nguyện đúng ý của Thiên Chúa. Nếu hơi thở của con cần có sự hiện diện của Chúa, thì lời cầu nguyện của con không thể thiếu sự trợ giúp của Ngài. Vì chỉ có Ngài là đấng thấu suốt tâm can của con người và tâm can của Thiên Chúa. Xin đốt lên ngọn lửa yêu mến Chúa trong lòng con, để con luôn chuyên cần cầu nguyện và đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Mời cộng đoàn cùng hát bài Xin Ngôi Ba Thiên Chúa. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân tràn chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi. Lời nguyện cho hòa bình. Lạy Chúa Thánh Thần, xin sai con ra đi loan báo tin mừng của Chúa vào thế giới hôm nay. Còn đầy hận thù, tranh chấp, áp bức và chiến tranh. Nhiều nơi và nhiều tâm hồn đang cần luồng gió tình yêu của Chúa thổi tới. Cần ngọn lửa lòng thương xót của Chúa bừng cháy lên. Xin Thánh Thần ngự vào tâm hồn chúng con và ban bình an xuống trên chúng con. Xin làm tắt đi trong lòng chúng con những ngọn lửa giận dữ và bất hòa, nóng nảy, hận thù, ghen ghét. Những lúc hiểm nguy, xin gìn giữ sự sống yếu đuối của chúng con và ban bình an của Ngài cho tâm hồn chúng con. Xin ngọn lửa bác ái cháy sáng trong chúng con, để trái tim người khác cũng được cháy lên. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa. Ngày thứ sáu sau Chúa Nhật thứ bảy Phục Sinh. Bài đọc 1, trích sách Công Vụ Tông Đồ chương 25, câu 13b đến câu 21.
Bài trích sách công vụ tông đồ. Hồi ấy, vua Agrippa và bà Bernice đến Caesarea chào mừng ông Festo. Vì hai người ở lại đó nhiều ngày, ông Festo mới đem vụ ông Phaolô ra trình bày với nhà vua. Ông nói: "Ở đây có một người tù ông Felix để lại. Khi tôi tới Jerusalem, các thượng tế và các kỳ mục Do Thái đến kiện và xin tôi kết án người ấy. Tôi trả lời họ rằng, người Roma không có lệ nộp bị cáo nào trước khi đương sự ra đối chất với nguyên cáo và được cơ hội biện hộ về lời tố cáo. Vậy họ cùng đến đây với tôi và không chút trì hoãn. Ngày hôm sau, tôi ra ngồi tòa và truyền điệu đương sự đến. Đứng quanh đương sự, các nguyên cáo đã không đưa ra một tội trạng nào như tôi tưởng. Họ chỉ tranh luận với ông ta về một số vấn đề liên quan đến tôn giáo riêng của họ và liên quan đến một ông Giê-xu nào đó đã chết mà Phao-lô quả quyết là vẫn sống. Phần tôi phân vân trước cuộc tranh luận về những chuyện ấy. Tôi hỏi xem ông ta có muốn đi Jerusalem để được xử tại đó về vụ này không? Nhưng Phao-lô đã kháng cáo, xin dành vụ này cho Thánh Thượng xét xử, nên tôi đã ra lệnh giữ ông ta lại cho đến khi giải lên Thượng Đế." Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Mấy anh chị em lặp lại câu đáp: Chúa đặt ngai bao trên trời cao thăm. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc tụng thánh danh. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khoa kênh mọi ân huệ của Người. Chúa đặt ngai bao trên trời cao thẳm. Như trời xanh trôi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trôi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. Chúa đặt ngai bao trên trời cao thẳm. Chúa đặt ngai bao trên trời cao thẳm, quyền đây vương ba chú muôn loài. Chúc tụng Chúa đi, hỡi muôn vị thiên sư, bậc anh hùng dũng mãnh thực hiện lời Người. Chúa đặt ngai bao trên trời cao thẳm. Hallelujah, hallelujah. Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan, chương 21 câu 15 đến câu 19. Gioan 21 15 đến 19. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, có, Thầy biết con thương mến Thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, có, Thầy biết con thương mến Thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có thương mến Thầy không?" Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: "Anh có thương mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con thương mến Thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.
Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, người bảo ông, hãy theo Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta nghe tiếp câu chuyện của Phaolô. Đọc chuyện Phaolô thú vị lắm thưa anh chị em. Đó là một câu chuyện mà trong câu chuyện đó luôn có bàn tay Thiên Chúa ở cùng. Đó là một câu chuyện trong lịch sử cứu độ, không phải chuyện thường, không phải chuyện cổ tích, cũng chẳng phải chuyện đời nay, mà là chuyện của lòng thương xót. Lòng thương xót của Chúa luôn đồng hành với Phaolô. Lòng thương xót của Chúa luôn mở ra cho Phaolô những cánh cửa, những khi mà tưởng rằng là mọi cánh cửa đều khép lại. Cho nên người ta hay bảo Chúa đóng cửa này, Chúa lại mở cửa kia. Đi con đường lòng thương xót Chúa tôi thấy rõ. Cứ đến chỗ này, Chúa mở ra mình làm. Làm rồi Chúa đóng cửa huyện sĩ, mở cửa Chi Hòa. Đến Chi Hòa, làm xong Chúa đóng cửa Chi Hòa, mở cái cửa hầm trú. 3 năm hầm trú. Xong rồi hầm trú rồi, Chúa lại đóng cửa hầm trú, Chúa mở cửa giáo điểm tin mừng. Rồi Chúa đóng cửa giáo điểm tin mừng, Chúa mở cửa trung tâm mục vụ. Đến đây anh em sẽ thế nào cũng hỏi câu, thưa cha, rồi sao nữa? Nếu Chúa đóng cửa trung tâm mục vụ thì Chúa mở cửa nào? Rồi thế nào? Đấy, anh này đã nói, ốc đào, ốc đào. Mở cửa ốc đào lòng thương xót. Ai biết được, đường lối của Chúa mình không biết được. Chỉ khi nào mà thấy cái cửa này nó mở ra thì mới biết là tại sao Chúa đóng cửa kia. Đúng không? Còn lúc mà mình bị đóng cửa, mình bảo bế tắc. Đến khi mà mình thấy cửa kia nó mở, mình vào rồi mình nhìn lại mới bảo, à, nhờ cái cửa đó đóng mà mình mới vào được đến đây đó nha. Cảm ơn Chúa đi nha. Đúng không? Thế thì Phaolô bế tắc rồi. Bị bắt như thế. Vì chính những cái người mà đồng bào của mình kết án, thế nó mới đau chứ. Ở đây có một người tù. Khi tôi đến Jerusalem, các thượng tế và các kỳ mục đến kiện và xin tôi kết án người ấy. Mà những thượng tế, các kỳ mục Do Thái đến kiện. Kiện ai? Kiện Phaolô. Mà Phaolô là ai? Phaolô là người Do Thái. Phaolô là người Pharisêu. Nhưng hôm qua chúng ta đã nghe ông ấy nói, tôi là người Do Thái, tôi là người Pharisêu, thuộc phái Pharisêu, mà bị chính anh em của mình kiện cáo và xin kết án. Mà lại nhờ người ngoài, nhờ đến quyền ở nước ngoài, lại đến Roma. Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Đây gà cùng một mẹ đá nhau, tả tơi tơi bời, không thương tiếc, huynh đệ tương tàn. Hôm nay ngày thứ 8, ta cầu nguyện là xin cho mình luôn luôn biết cầu nguyện và ca ngợi trong thần khi Chúa. Cầu nguyện và ca ngợi trong thần khi Chúa và cầu cho hòa bình. Khi mọi người đều ca ngợi, đều cầu nguyện và ca ngợi trong thần khi Chúa thì làm gì mà còn chuyện đấu đá nhau? Làm gì còn chuyện tranh giành nhau? Làm gì còn chuyện huynh đệ tương tàn? Và chắc chắn như thế sẽ có hòa bình. Còn nếu lòng của mình mà không có cất tiếng ca ngợi Chúa, lòng của mình không có ca ngợi Chúa trong thần khí, mà lòng của mình chất đầy những hận thù, những ghen ghét, những đố kỵ, và hôm qua ta nói là sự chia rẽ, sự ghen tị, ghen tức. Ghen tị, ghen tức nó làm cho gia đình, cộng đoàn chia rẽ. Và ghen tị, ghen tức nó làm cho chính mình cũng bị xé nát ra. Chính mình. Vì khi anh tức người khác, anh có bình an không? Anh ghen người khác, anh có ngủ được không? Chị thấy người ta hơn đẹp hơn chị có ăn ngon không? Mỗi lần ăn mà liếc đi nhìn con thấy nó đẹp hơn mình là cứ nghẹn cục lên. Thấy không?
Đó, cho nên mình xin Chúa Thánh Thần cho mình có được cái tâm hồn bình an, hòa bình từ trong tâm hồn mình. Xin nên hòa bình, xin nên bình an trong chính tâm hồn mình, để mình trong tâm hồn mình không còn cái chuyện kèn cựa nữa, không còn cái chuyện tranh hơn tranh thua nữa, không còn chiến tranh đấu tranh ở trong chính con người của mình trước đã. Thế mới bảo là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Thân tu, gia tề, quốc trị, thiên hạ bình. Cái thân mình phải tu đã. Thân mình tu là làm cho nó bình an đi. Anh ngồi yên chỗ giùm tôi, anh chạy láo nhau qua. Cái bà cái nãy giờ cứ đi qua đi lại là thế nào? Mình thấy những người mà nó cứ lăng xa lăng xăng. Mà anh chị em để ý coi, càng những ngày lễ lớn thì những vị mà chính thì lại cứ thích lăng xăng. Có phải không? Chẳng có cái gì cả. Người mà trưởng ban tổ chức, người khéo tổ chức là không lăng xăng. Chứ không phải mình vì là trưởng ban tổ chức, mình là người chủ trì cho nên mình lúc nào cũng lăng xăng. Mọi cái phải chuẩn bị trước, rồi sắp đặt đâu vào đó, người nào vào việc đó cứ thứ tự mà làm. Này đốt nến thì để cho nó đốt nến, nó chưa kịp đốt anh dành lên chạy lên đốt nến. Tao con chưa thích để đốt, chưa tới giờ nó đốt thì cứ để yên đó. Hoa chưa tới giờ bê cứ chạy lên đồ bê bảo chưa tới giờ, cứ lăng xa lăng xăng. Tôi đã nói rồi, đâu vào việc đó, người nào việc đó, giờ nào việc đó. Cái hòa bình nó phải bắt đầu từ cái trật tự. Vô nhà thấy lung ta lung tung, mất trật tự cũng được. Cho nên một cái đứa cháu tôi nó bên Mỹ, nó bảo nó đến thăm một cha sở, một ông cha ấy. Nói con này vô con giật mình, ngày ở có một mình mà phòng khách rồi nhà bếp rồi các phòng nó ngăn nắp, nó trật tự, nó sạch sẽ, không có bụi bặm. Đó, nhìn vậy thì biết con người người đó như thế nào. Nhìn vậy biết người đó như thế nào. Còn bừa bộn bê bối lôi thôi, chỗ này cái áo, chỗ kia cái quần, chỗ kia cái xô, chỗ kia cái thùng. Nói tại nhà nó chật, xin lỗi, càng rộng càng bê bối. Phòng tôi nó chật nhưng mà khéo ăn thì no, khéo có thì ấm. Khéo ăn thì no, khéo có thì ấm. Lựu cơm mà gấp mắm. Mình chật thì mình bớt những cái thừa thãi đi, gọn dọn dẹp, ngày nào cũng dọn dẹp đi đâu và gọn gàng chứ. Cho nên nhìn một con người, tôi đến mấy ông đại gia, mấy nhà giàu mời đến thăm, đến tôi lắc đầu khoe cái này, cái tủ gõ cái này, xà cừ cái này thì lim cái này đủ thứ hết, mà có bao nhiêu dơ ra hết, trường ra hết, biểu dương ra hết. Quá wow, như là cái kho chứ là không còn là cái phòng khách nữa. Thì có cái gì cũng lôi hết ra, trưng hết ra. Chứ đâu ngăn nắp đâu trật tự. Nhà thì rộng mà đi thì té vấp, vì đi đâu cũng đụng đồ, đi đâu cũng đụng đồ hết trơn. Tôi lắc đầu, đúng là trường giả học làm sang. Người mà họ giàu thật nhìn không thấy giàu mới là giàu thật. Thấy không? Người mà có quyền lực thật nhìn họ như là một người không có cái gì, không có gì, đó mới là người mà điều khiển hết tất cả. Còn người cứ hoanh hoang, mà người cứ to tiếng, người thì cứ giao to búa lớn, khoe cái này khoe cái kia, rỗng tách, người ta gọi là thùng rỗng. Thùng rỗng. Ơ hay chẳng nhớ gì tục ngữ gì cả. Thùng rỗng. Kêu to. Thùng rỗng kêu to, thế không thua gì hết. Cho nên phao lô. Chúng ta trở lại là mình xin Chúa Thánh Thần cho mình cái ơn bình an, mà cái bình an nó phải bắt đầu từ trật tự. Suy nghĩ có trật tự, nói năng có trật tự, làm cũng trật tự. Cái gì cần làm trước thì trước, cái gì sau thì sau. Không phải cứ ào ào đi, ào ào đi cuối cùng rối. Anh chị em thấy khi người ta đi điều khiển xe cũng vậy, điều tiết giao thông, cái anh trật tự, anh cảnh sát giao thông là người khéo điều tiết, là cho đi cứ từ từ đi mà lại nhanh. Còn ào ào cho xóa láng, không có đèn xanh đỏ hết, mạnh ai đấy chạy, cuối cùng kẹt cứng, mất trật tự. Mất trật tự thì thế nào cũng cãi nhau, mất hòa bình. Đúng không? Còn có trật tự thì mới có hòa bình. Cái gì trước, cái gì sau,
cái gì trái, cái gì phải, cứ để từ từ đâu nó vào đó, sắp xếp. Thì tôi nhắm mắt tôi cũng có thể biết là trong phòng tôi muốn lấy cái dao thì lấy chỗ nào, muốn lấy cái bút lấy ở đâu, muốn lấy cuốn sách này thì ở kệ thứ mấy. Tôi nói giúp lấy, lên lấy ta cuốn sách này, kệ thứ mấy, ngăn thứ mấy, thứ sách thứ mấy, nó lên cầm chóc cuốn sách đó. Tập cái đầu óc mình trật tự ngăn nắp thì mình nói năng nó cũng chừng mực. Cái nào cần nói, không nói thừa, không nói thiếu. Thì xin Chúa cho mình cái ơn đó. Đó là ơn của Thánh Thần đấy. Và khi Phaolô biết phải nói cái gì, họ đang một chỉ rẽ, nói đúng vào cái đó. Chỉ nói như vậy thôi. Phaolô nói có mấy câu thôi mà cả nhóm thượng hội đồng tan nát nhưng qua chúng ta nghe. Và đây ta thấy là cái cách xử sự của Phaolô hay. Cách xử sự của Phaolô hay. Mà cái cách xử sự của những người có chức có quyền cũng hay. Ở chỗ là người Do Thái đem đến kiện. Tôi trả lời họ rằng người Roma không có lệ nộp bị cáo nào trước khi đương sự ra đối chất với nguyên cáo. Tức là người bị tố cáo, tức là bị cáo. Nguyên cáo là người tố cáo. Người tố cáo và người bị tố cáo phải đối chất với nhau. Và người bị tố cáo được cơ hội biện hộ về cái lời tố cáo. Tại sao anh tố cáo tôi? Anh tố cáo tôi vì lý do này, lý do đây này. Tôi không có làm vì lý do này, này. Họ được quyền biện hộ, tự biện hộ về lời tố cáo đó. Chứ không phải là tôi nghe người ta tố cáo, người ta viết đơn tố cáo, rồi tôi kết án người kia là có tội. Không công bằng. Phải cho người ta có cơ hội. Phải cho người ta cơ hội biện hộ về lời tố cáo và được đối chất với người tố cáo. Còn những cái lá thư nặc danh, hồi đó Đức Tổng Giám mục, Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, người đã truyền chức cho tôi chức linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1991. Người ta tố cáo này, tố cáo kia, ngày gọi tôi lên nói Long, sắp dần này, nhưng mà tôi bỏ thùng rác hết. Hồi đó tôi làm thầy, thầy đừng có lo. Vì những lá đơn mà tố cáo nặc danh là vô giá trị đối với tôi không cần coi. Tôi chỉ thấy không có ký tên là tôi vứt xỏ rác, thầy đừng có lo. Ngài truyền chức cho tôi, sau đó Ngài nói, ai mà có can đảm tố cáo thì phải chịu trách nhiệm về lời tố cáo đó. Nói có sách, mách có chứng, và dám đối chất ông trùm tố cáo cha xứ. Ông có dám đối chất với cha xứ không? Tòa nhân mục gọi lên, ông trùm lên đây, cha xứ lên đây, hai bên tố thoại. Bà tố cáo cha xứ, bà lên đây, rồi cha xứ đây, hai bên đối chất đi. Có dám không? Phải nhìn, vứt sọt rác, đơn tố cáo nặc danh, không giá trị. Còn nếu anh tố cáo mà nặc danh thì anh chỉ là người ném đá, giấu tay thôi. Vậy cái động cơ mà anh tố cáo là cái gì? Là sự ghen tị phải không? Là sự ghen tức phải không? Là sự đố kỵ phải không? Thì cái động cơ đó thì vô giá trị. Còn đây vì mục đích muốn xây dựng, còn muốn góp ý với thầy ấy, với sở ấy về cái này, được. Anh cứ nói, coi ca đoàn, thầy coi ca đoàn, thầy ngồi thầy lắng nghe người ta nói, góp ý xây dựng khác, còn tố cáo là khác. Tố cáo là chỉ muốn hại cái người kia thôi, để người ấy bị kết án. Đây này, người Do Thái kiện và xin tôi kết án, mới kiện thôi mà đã xin kết án. Đã biết chắc người ta có tội thật chưa mà kết án. Cuối cùng là cái gì? Tôi đã trả lời là không, phải cho hai bên đối chất. Vậy là họ cùng đến đây với tôi và không chút trì hoãn. Ngày hôm sau tôi ngồi tòa và truyền điệu đương sự đến. Đứng quanh đương sự, đứng quanh bị cáo là Phaolô. Các nguyên cáo đã không đưa ra một tội trạng nào như tôi tưởng. Đấy, thấy chưa? Nếu mà người phân xử mà không có công minh, không công bằng, thì cứ nghe người ta tố cáo là bắt đầu kết tội người kia, oan ức, oan trái, oan khiên.
rất nhiều người bị oan. Rồi có khi bị xử oan, rồi lúc mà minh oan cũng chẳng có nói lại để cho người ta, để lấy lại danh dự cho người ta. Tôi không thấy người ta có một cái tội gì cả. Họ chỉ tranh luận về một số vấn đề liên quan đến tôn giáo riêng của họ thôi. Mình thấy nó vô duyên thật đấy. Trong nội bộ tôn giáo của mình có gì kiện tụng với nhau thì ngồi mà nói chuyện với nhau, đối thoại với nhau, đưa ra tòa đời để kiện chuyện đạo, về chuyện danh từ, về chuyện liên quan đến một ông Giê-xu nào đó đã chết rồi Phao-lô bảo vẫn còn sống, bảo là vẫn sống. Chuyện đó là niềm tin của mấy ông, chuyện tôn giáo, chuyện nội bộ, về mà xử với nhau. Phần tôi phân vân trước cuộc tranh luận về những chuyện ấy. Tôi hỏi xem là ông ta, Phao-lô, có muốn đi Jerusalem được xử tại đó về vụ này không? Phao-lô dạy gì? Về Jerusalem là về ngay chỗ mà người ta tố cáo mình thì nó xử mình là mình chết chắc thôi. Vì ở đó sẽ đầy những sự thiên vị, ở đó đầy những thành kiến, ở đó đầy những âm mưu. Thì tội gì mà phải mà đi về đó? Cho nên Phao-lô kháng cáo và dành vụ này cho thánh thượng, cho hoàng đế xét xử. Cho nên tôi đã ra lệnh giữ ông lại và giải lên hoàng đế. Đọc mà thấy buồn. Thấy buồn là vì nội bộ đấu đá nhau, anh em không bảo nhau được, phải đưa ra tòa đời chỉ vì đố kỵ thôi, chỉ vì ganh tị thôi. Chúa cho Phao-lô được cái ơn khôn ngoan để Chúa đóng cửa này, Chúa mở cửa kia. Cửa Jerusalem đóng, cửa Roma mở ra để Phao-lô được thoát. Rất nhiều lần trong cuộc sống chúng ta, nó đau, nó buồn ở chỗ là chính anh em mình, đồng đạo, đồng môn của mình thì hại mình, mà người ngoài lại mở cửa cứu mình. Đau chứ. Người ngoài thì lại giúp, còn người trong nhà thì hại. Có không? Buồn lắm cha. Anh em ruột thịt bây giờ tàn sát nhau, không có nhượng bộ nhau chút nào. May mà có cái ông bạn ngoại đạo, ông giúp, chứ không gia đình con tiêu rồi. Buôn bán thua lỗ, anh em nó súng lại, nó ruồng rẫy, nó chẳng đứa nào giúp. May có người hàng xóm họ thấy tội nghiệp quá, họ cho vay giờ mới còn mới sống được, làm nhờ đó làm ăn lại tới giờ, mang ơn họ mãi. Còn mỗi lần nghĩ tới anh em mình thấy nó buồn, não ruột. Cho nên Chúa nói với hỏi với Phêrô là: con có yêu mến thầy không? Nếu yêu mến thầy thì hãy chăm sóc con chiên của thầy. Yêu mến Chúa thì chăm sóc con của Chúa. Nhớ như vậy. Chúa hỏi mỗi một người chúng ta ngày hôm nay: anh có thương mến ta không? Dạ có, vậy hãy về chăm sóc vợ của anh. Anh có thương mến ta không? Dạ có, con yêu mến Chúa. Vậy hãy về chăm sóc con cái của anh. Bà kia, bà đang lần chuỗi lòng thương xót, bà giang tay bà lần chuỗi. Tôi hỏi thật bà có thương xót tôi không? Thưa Chúa, con không thương xót Chúa, con lần chuỗi làm cái gì? Vậy thì nếu bà thương xót tôi thật thì hãy về xót thương ông chồng của bà đi. Ông chồng của bà đang ở nhà một mình đấy, đang mặc cảm. Mà cảm vì ăn bám, mà cảm vì là thất nghiệp, mà cảm vì là thua anh kém chị. Thương xót ông một tí giùm tôi. Nhưng mà ông thế này, ông thế kia. Vậy tôi mới nhờ bà chứ. Nếu mà ông tốt lành thì đâu cần nhờ bà chăm sóc một chí. Thưa cha, vợ con nó nói nhiều, nó ngang lắm. Thì vậy tôi mới nói anh chăm sóc vợ anh chứ. Thế cha, mấy con chiên bổ đạo thằng nó ngông nghênh lắm, thì vậy tôi mới bảo anh chăm sóc nó chứ. Nếu nó ngoan thì tôi đâu có nhờ đến anh. Cho nên tôi mới hỏi anh có yêu mến tôi không? Yêu mến Chúa thì ai mà không yêu? Chúa nói sao vậy? Con yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Thôi hét nó vừa vừa thôi, hét quá thì khản tiếng. Thì hãy chăm sóc chiên của ta. Yêu ta hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn thì hãy yêu người khác như chính bản thân của con.
Con có muốn người ta ghét con không? Dạ không. Vậy thì đừng ghét người ta. Con có muốn người ta khinh thường con không? Dạ không bao giờ. Vậy thì đừng khinh thường. Con có muốn người ta xót thương con không? Dạ muốn. Vậy thì hãy xót thương con người khác đi. Điều con muốn người ta làm cho con thì con hãy làm cho họ trước. Đó là thương xót đấy. Đó là thực hành lòng thương xót đấy. Đó là xin Chúa Thánh Thần cho mình được sự bình an trong tâm hồn và hòa bình trên thế giới. Hòa bình trên thế giới phải bắt đầu từ bình an trong tâm hồn. Mà bình an trong tâm hồn, mình không thể thương xót người khác được nếu mình không đón nhận lòng thương xót của Chúa. Mà nếu mình đón nhận lòng thương xót của Chúa thực sự thì bắt buộc, đương nhiên là mình phải thương xót anh em của mình. Mời anh chị em cùng mở cuốn kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót, trang số 9, kinh Rước Lễ Thiêng Liêng. Xin mời cộng đoàn cùng cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Mình đã là con Chúa rồi. Con giơ cao tay xin lỗi Chúa. Con xin cúi đầu thông hối ăn năn. Đời con bao phen đã xa đi lòng trái đất. Con giơ cao tay xin lỗi Chúa. Con giơ cao tay xin lỗi Chúa. Con xin cúi đầu thông hối ăn năn. Để con bao phen đã xa vì lòng trái đất. Con giơ cao tay xin lỗi Chúa. Con xin cúi